cuộc sống ấy, vợ chồng nó là cái kiếp nghiệp. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Khi tôi theo ông sang đây định cư, tôi đã hứa với ông ấy rằng 3 năm đầu tôi sẽ học tiếng Anh và ở nhà chăm con. Vậy mà 3 tháng tôi đã đổ bệnh rồi. Cái bệnh thèm tiền của tôi nó lại tăng cao rồi mọi người ạ. Tôi nhìn ở Mỹ này này, cơ hội kiếm tiền nó rất là nhiều. Tỷ lệ khách hàng mua hàng của tôi là Việt Kiều ấy, nó dính đến 25% doanh thu của tôi tại Việt Nam. Cho nên nếu tôi nhập hàng của tôi từ Việt Nam qua Mỹ, tôi bán cho chị em Việt Kiều, tôi nghĩ là sẽ bán được nhiều lắm. Tôi cũng muốn bán những cái đặc sản Việt Nam như măng khô, miến khô, nấm hương, gia vị gà ủ muối, hà thủ ô, trà giảm cân, dưỡng da trị nám, viên đốt mỡ, kem tan mỡ, vân vân và vân vân. Cái này ấy là bệnh tôi nặng lắm rồi. Tiếng Anh thì chưa xong, 15 ngày nữa ô tô mới được phép nhận. Vậy mà tôi đã gấp rút đi gửi thử cái số lượng sơn móng tay tôi xin được của chị chủ shop. Tôi xin tôi gửi về cho con Ngọc, vợ anh Tuấn tài xế ở Việt Nam. Giờ tôi sẽ gửi thùng hàng từ tiểu bang của tôi sang tiểu bang Memphis bạn tôi, hết 25 đồng để tôi gửi về cho bé Ngọc. Bạn tôi bay về người không, nó kêu tôi là: mày có cần tao đánh hàng cho mày mang về không? Tao có 4 vali. Mình bảo không má, má về buôn chắc chết đó má. Đấy, mấy cái này là phải mua trả tiền này. Mấy cái hộp ở đầu clip là nó không mất tiền này. Nói chung là tôi sẽ từ từ học nha. Những ai biết gì về ship hàng ở bên Mỹ, đơn vị nào ship rẻ hoặc có gì thì giúp tôi comment lại nha. Đấy, giá một cái thùng sao nó mắc thế à, trời ơi là trời. Nên là cái gì cũng phải học và tập tành từ từ. Cuộc sống mà, làm gì có ai tự dưng trở thành bà chủ được đâu. Ở đâu phải âu đấy, phải học hỏi những cái luật lệ của người ta gửi hàng đóng gói ra làm sao. Thương ông ấy ghê không. Đấy, được cái ngày nghỉ thì dẫn đi xem xe, dẫn đi làm cái bằng lái xe lại, rồi dẫn đi ra bưu điện nhập mấy cái thùng này về để tôi xem sai hàng, sai thùng ra làm sao để biết sau này ship hàng thì cái gì nó vào thùng nào. Nói chung ở Việt Nam có gì Nhung giúp đỡ hết tất cả mọi chuyện. Ở bên Mỹ ông ấy bảo là bà Thịnh làm thì tôi chỉ hướng dẫn bà một lần thôi nha. Đấy, rồi ông ấy cẩn thận, ông bảo là đừng có phiền người ta. Bà bọc từng cái vô rồi đấy, bà bọc cái giấy nổ vô, nhỡ nó có vỡ, nó có bục thì đừng có dây dưa vào cái vali của người ta thưa bà. Khổ thân ông ấy chưa kìa. Thôi nói chung là ông ấy cũng chửi vậy thôi mà ông vẫn làm đó mọi người. Thương vậy đó. Cuộc sống như thế là hạnh phúc lắm rồi. Nói chung chẳng bị kiếm được bao nhiêu, nhưng được làm việc là tôi vui rồi. Mọi người ở Mỹ có đón chờ tôi bán hàng ở bên Mỹ không? Comment lại những món hàng mọi người muốn mua nha. Thank you.